ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាស់ស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Đại lộ cư chia nè xâm rộp xâm rùl thì nè xâm rộp tập hiếp sức căn cấp nâng cục cổng đầy thí nây mẹ chạm đô sức nút Campuchia. Xong chìm hiệp xua lô sụp hát bì chìm ngài phóng chá? Nó chìm hiệp xua không mối. Chà. Ở con chá đàn đài bắt đo lê bì lìa xâm rộp Campuchia ấy mình nốt thọc nâng nông ca thuộc bọt xâm phía chá tệ tôn tên nâng cùm rôn xâm rộp tập hiếp căn cấp đầy thí. Chúng chia đầm bốn trong ai lột chui chùm riêng chung tệ tôn tình nâng ở cùng ruộng sở bạc tập hiếp căn cặp đầy thị nâng bằng cách lắng được nông cô bằng nông xâm khăn ở bấy khá tới chả? Cùng ruộng đi miền chung về hình tích và cứ chia cùng ruộng theo thà thì nế sở bạc tập hiếp sức căn cặp nâng cục cồng đầy thị nâng thôn thuyền thò mà chết xâm rạp xã công đề sát để nghe rộng cổ nâng đầm bọn chí nâng này pre-regina chạc Campuchia. Chúng cứ cầm rung nâng phát đáo tờ lờ sức đầy thí chìm xe rộp bò này xa cung đầy nghi rộng cung đầy bọn chí nế ná. Thôi dương cầm lòng mà nít cứ thay này cầm rung nít cứ miên cô bầm lòng đầm bầy rùm đầm bầy lơ cầm phú hò sức tù ba nâng ca càn cạp đầy thí nâng thôn thiên thò mà chết. Cầm cọp đòi này xong mà thô cầm nghi rộng cung đầy bà tê kàm bà chì thôi chìm xe. Đảm bây bằng rừng sản mát tập hiếp nâng sức ẩm nát nè bỏ nè xâm rộp xâm rộp xạc cùng tam bất tức kì hào thà nè ca phía sức mà nốt ná. Còn ta đọc phê nơ tam xạc cùng môn lật thán có thà nè bịa nâng vì ai nè miên nè ca bật tàng bật tức nếc lá chì mùi nâng ở nhà thô môn lật thán. Chẳng bịa nâng cứ xâm rộp mà đạ trâm nè xâm rộp xâm rộp xạc cùng nơi xa phình và hay chỉ biết xét cứ dân bắt đầu tên lưu giật trái nơi trong xã công nơi xa nơi ngay rộng cổ nơi đầm bọn chân này hơi nè dân phước ca đầm bây bằng răng xa mặt phía bộ quốc đầm bây phước ca rùm khả nế loài tốt tên nâng này ca bằng lệch bằng lạnh thông tin thông chết đời xa nè thu được cách hay có dân ai hà mà dàng tiếp tha càng tình đệch chữ cám ca dạy tứ cổng hôn đề rô vì nó dụng tốt nâng, vì sẽ phía chân qua từ chạp rộng tên đồng bọn chân này dân một cảm bà chìa nâng. Cầm rộng này cứ dương này thư xa ca rùm khả nế mùi nâng ông ca Action Aid Campuchia hay nâng này ông ca mùi tiết kì hào thà này mà chạm bình đốn rùm cổ má nâng sức trây nâng cảm chìa để hào thà cắt thà CWDDC nâng khai cổ bột. Cầm rung nít trước ba nền ông bà thóm đòi sập hiệu ở rốc. Thôi để mình dạng phê xam sập ở mùi khái. Cứ chập đàm bì thằng ngày tì mùi khai mì đê chân nằm bì quán ở phấy. Rồi hốt đó thằng ngày tì mà phê bằng bấy khai cầm phép chân nằm bì quán phê bầy. Bát nè đàm bây ăn ở vốt cầm rung nâng bán đôi chân bàn trình liệm chân. Miên rùm xạ cá chỉ mùi chỉ bị xét cư chỉ mùi nâng xạ công đề sát. Tiền đọc buôn nâng. Thôi nâng ở nhà thô mùi lực thán. Hơi cần tập giải tiết cứ chỉ mỗi nâng mình trái rõ tập báo chưa lập hồ nế và khăn chưa lập hồ nơi khai tầng phí nâng phí phô thả giả công đề sát để khó phí giả công đầy thị cứ giả công đề sát cứ trừ thất nơi cổ rộng ca này tầm nẹ tầm đồn khí ní hay nâng ca để cực rộng đòi nè rõ tập báo nè chưa lập hồ khăn rõ tập báo chưa lập hồ hay nâng cổ rộng ca này cục cống rồi bọn này cứ xuống cả sự cam lục hà bảo mạnh đi sát nâng lục hà bảo mạnh bạn. Chà, chấm bù ở bấy đai ở lục ban chỉ nghiệp chuyên pi kháng đai ông tha cùng rốn đi bên rìa bể bay chín năm chà pi pon mà phải bấy nâng mình chấp chăng ra hôn mà đau bên đi thật ta ca ăn ở vót cùng rốn nâng ở miền ca từ tua chục chê cùng rạch na hỏi đái chà. Hôn mà đau bay chặt bòn đi cứ dương dây tớ rùm sạc ca cho mùi ông ca đại cứu của đô chi ở nhà thô mùa lực thán nâng là anh nhà thô để khăn rô tà bàn chơi lập hóa lắng cứ dương chi bì xe bằng phát cứ ca tật tù phát trơ bòm chạm đô sự mà đô ca mà chía cứ dương phát đáo tờ lư nền bằng rừng sạm tập hiệp ná thì hào thà empowerment cứ ca nền đo lòng nát đo sạc cống nâng mà yên quật mình sạm tập hiệp quật hai tờ thô ca to xung một tích nông ca ca phía xã công nghệ sát bọc quát của đôi chí thông thiên thỏa mà chiệt
Nóng nóng là hôn bọn bạch bọn là vậy để chỉ là tập hòa lý dương tự tố bàn cứ tha bạch chìa rọt hay là chìa xe nẹ xâm rọt xâm rộng xạc cùng nâng đại dương bàn mà nông bà đá quát ngày lớn ní quát ác thư ca to xu mật tệ hay cái lại nâng hiểm trọng chìm hiệp chùn tích ca to xu mật tệ chả ràn miền ca vô chìa lõm vì bạch chìa rọt môi chùm đuôn có đôi chìa nhà thô mùn thàn phóng đáy thà chìa ông bơ khó chấp bạp bàn tay tam dạ ca bằng riêng nâng tới cứ thay dương khăn thà ca to su mật tệ nó cứ quan tro nâng ca pia đôi chấp bập đòi rót thò mà nối còn đôi chế chấp bập đôi tây tiết nâng bọt than sệt mà nu ăn trả chiết phong đài cái lồng nó bắt chấp bón nó cứ thà nó pia đại dương bừng riêng quạt tới cứ thà quạt đắng âm pi nâng sệt sợi pia bọt quạt hơi nâng chấp bập lắc lắc đầm bay phu ca to su mật tệ hay dương chỉ ca quạt sầm quạt khơi thà miên sạc cung mình tràn vào màn tế là nếu bây giờ kết tăng khuyên thay này miền dạng công chùm đuôn trầm phân để dân thuộc ca chìm muối mình chùm đuôn trầm phân để dân thuộc ca ta chùm đuôn trầm phân tế bằng tay thạc công chùm đuôn trầm phân để quát công phân và cho mốc nâng ca để đọ hốt vô dạng công bọc quát nâng đòi cầm hôn áp bọt bằng tay cả lo bọn này mình thật tâm nèm chạm đâu sụp đô cam chế nâng ông ca đại cu chô tư thuộc ca nâng quát ca phía bật chân sẽ cảm hiệp ca phía quạt bán ấy miền đây thật quạt ca phía bán tăng phì môn màu mà lại bàn tay ở lớn đi bật to bây dương bàn cho tơ bằng rừng sẽ mặt phía bọc quạt hay nâng chú công trò quạt tớ ở lớn đi khuyên thật sự cảm phía bọc quạt nó cứ can tay miền phía bật xa láng hay quạt dô lòng phía chữ bắp hay nâng ca này kia hạ thà thuộc ca to su mật tệ đòi sạc cám đòi của miền bà hằng xá hơi lâu không ta chập ba chập bón đấy cái dương khơi thà quạt ai cà phía tốc cắt này nâng cà phía này sạc công quạt bàn ở lại thì cứ mình toán miên cá rồng lốp bằng pin giọt bàn pi này nhờ cầm rung áp thì quạt nam môi ở lại thế được nhóm sông khai mà nó còn dành chi chơi chúng tôi lục ban sụp phá cha đại ban đọc bọt sầm phía không cam bị thi em nó thọ nó bị sông ở con sông chìm đẹp lìa cha bạn ở con mùi chìm đẹp lìa bạn ចាប់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី A Minute Talk នៅពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីយើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខណៈពេលនេះខ្ញុំសិនាចាវាគ្មិនកិត្តិយសនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា